Xin chào các bạn lại đến với bếp của Mẹ Vi. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn vẽ hoa hồng một bông để đặt vào những chiếc hộp nhỏ xinh dành tặng cho những người thân yêu của mình trong những ngày lễ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm một hộp nơ để đựng bánh hoa hồng như thế nào nhé. Chúng ta cần phải chuẩn bị đó là hộp. Hộp thì các bạn sử dụng hộp size như thế này, hoặc là to hơn, bé hơn, tùy vào cái bánh mà các bạn muốn làm. Dây di băng, dây thíp, kéo và súng bắn keo. Và bây giờ các bạn cùng bắt tay vào làm với mình. Đầu tiên các bạn lấy dây di băng. Các bạn lấy dây di băng cắt ra làm hai đoạn bằng chéo như thế này nhé. Hai đoạn vào khoảng tầm 30 phân nhé. Đây là mình được hai đoạn dây di băng tầm 30 phân. Và các bạn cắt cho mình đoạn dây di băng bằng vừa mấy cái hộp như thế này. Các bạn lấy dây di băng, chúng ta đo vừa bằng khung của cái hộp này. Vậy là mình cắt được 4 đoạn dây di băng, 2 đoạn tầm 30 phân, còn 2 đoạn thì bằng vừa, đo bằng vừa với cái lắp hộp này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nơ nhé. Các bạn lấy đoạn di băng 30 phân, gấp chéo, vắt chéo như nhau như thế này. Các bạn lấy tiếp đoạn dây thứ 2, cũng làm tương tự như vậy. Đặt ở trên vừa đoạn dây đầu tiên, vắt chéo và chúng ta sẽ được tạo thành cái nơ nhé. Các bạn zoom lại. Được hình cái nơ rồi đấy ạ. Các bạn lấy dây thíp này, buộc vào. Như vậy là chúng ta đã làm được một cái nơ. Và bây giờ thì mình sẽ gắn nơ và dây vào hộp. Các bạn sử dụng súng bắn keo gắn phần dây nơ vào hộp nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gắn phần nơ thành nơ vào hộp. Các bạn đặt chính giữa thì chúng ta gắn nơ. Các bạn chỉ việc chỉnh thôi, cho phần nơ của chúng ta đẹp là được. Chúng ta đậy vào. Vào đây là chiếc hộp nơ. Chỉ vài bước cơ bản thôi là chúng ta có thể tạo ra được chiếc hộp rất là xinh. Tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí khi mà các bạn phải đi mua ở bên ngoài. Sẽ đắt hơn rất là nhiều. Và với các bước như vậy thì các bạn sẽ tiến hành làm các hộp nơ còn lại. Mình thường hay làm các bước như là cắt dây, sau đó thì gắn dây đồng loạt vào các hộp, sau đó mới tiến hành làm nơ. Như vậy thì chúng ta làm từng khâu một sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Và vẫn là các bước như thế này, các cách gập nơ như thế này thì các bạn ứng dụng vào làm những hộp bánh to hơn để đựng các loại bánh size lớn hơn.
Và với chiếc hộp nhỏ xinh như thế này, đựng những chiếc bánh hoa hồng rất là đáng yêu, thì chắc chắn rằng là với những ai mà nhận được món quà nhỏ xinh, tuy nó chỉ nhỏ bé thôi nhưng mà thực sự là đến tay người nhận thì nó rất là ý nghĩa. Và với cách mà mình đã hướng dẫn các bạn thì chúc các bạn làm được thật nhiều những sản phẩm đẹp mắt nhé.